thật là một cơ thể yên lặng không hẳn là một cơ thể khỏe mạnh. Đã bao lâu rồi bạn chưa quan tâm đến sức khỏe của ba mẹ mình? Quan tâm thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà cái việc mà đưa bố mẹ có sức khỏe định kỳ thì gần đây em không có quan tâm nữa. Còn bạn có chắc cơ thể mình và người thân có thực sự khỏe mạnh? Chắc chắn là mình không dám chắc về sức khỏe của mình cũng như người thân của mình là tốt rồi. Tại vì sức khỏe thì bệnh tật nó tiềm ẩn mà nó không có gì ra ngoài. Vì thời gian là hữu hạn, cha mẹ càng ngày già hơn. Nếu cứ mãi thờ ơ, bận rộn, thì đến lúc nào mới là thời điểm chăm sóc sức khỏe cho gia đình? Nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Được thiết kế danh mục khám phù hợp với giới tính, độ tuổi và thể trạng của mỗi người, gói khám sức khỏe tổng quát chắc chắn sẽ là lựa chọn hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn. Cùng Hoàng Mỹ trao gửi món quà sức khỏe để nhận về bình an trọn vẹn.